Hương sen cuối gió. Mấy hôm nay thầy thường đi bách bộ quanh hồ sen, thỉnh thoảng dừng lại nhìn đàn cá bơi lội chung nhau theo bầy dưới hồ. Phải cùng sống chung trong một môi trường, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tu, cùng học. Những ý nghĩ về một Phật học viện nội trú dành cho tăng ni sinh cứ hiện ra trong tâm tưởng của thầy. Không thể để lâu hơn nữa. Môi trường hiện đại ngày nay có quá nhiều cám dỗ, dễ làm phân tâm những tăng ni trẻ. Sống ở chùa, thời khóa nhiều khi không thích hợp cho việc học hành, khó chuyên tâm vào việc học. Phải có một Phật học viện nội trú với những bước cải cách phù hợp, khoa học và nghiêm mật mới có thể góp phần đào tạo tăng tài cho thế hệ sau. Thế hệ các hòa thượng cao thâm thạc đức lớp trước dần khuất đi mà mảng trống chưa người thay thế. Tăng tài ở giai đoạn lịch sử này trống đi một mảng rất lớn, phải lập tức ngay từ bây giờ khôi phục để thế hệ sau nhiều khả quan hơn. Không hiểu sao thầy cứ có cảm giác nôn nao, muốn làm nhanh, thực hiện gấp mọi chuyện. Thầy thấy mình bắt đầu có những biểu hiện của tuổi già, thỉnh thoảng có những cơn choáng thoáng qua, không biết lý do. Dạo này lại hay mất ngủ, những đêm trằn trọc, thầy lại nhớ về ông cụ ở quê. Thầy gọi điện về thăm ông thường xuyên hơn. Bà mất rồi, ông lẻ loi, quạnh quẻ. Phải chi thầy có chùa, đem ông về phụng dưỡng thì tốt biết mấy. Đành vậy thôi, thầy đã chọn nếp sống này rồi, thầy sẽ sống trong chúng mãi. Thương ông lắm, nhưng chỉ thỉnh thoảng đón lên ở vài ngày. Thôi thì còn anh chị em lo cho ông. Là người xuất gia, cách báo hiếu hay nhất là báo hiếu theo lời Phật dạy. Ông bà đều hiểu đạo, tuy không xuất gia nhưng là Phật tử thuần thành. Vậy là đã tốt rồi. Thầy cảm thấy yên tâm nhiều. Hy vọng kiếp sau ông bà sẽ có một báo thân tốt, có đủ phước duyên làm tăng để tu tập. Thầy nhớ hôm đám tang của bà. Chưa bao giờ làng Mỹ Sương có một đám tang như thế. Tăng ni Phật tử đến dự rất đông. Thầy đã hoàn thành nghĩa vụ của một người con. Đám tang được tổ chức hết sức chu đáo, dù điều kiện ở quê hạn chế. Thầy cảm thấy được chút an ủi, dù có lúc thầy tưởng như mình ngã quỵ. Bà đã ra đi an ổn trong lời hộ niệm của thầy. Chính tay thầy đã vuốt mắt bà với lời khuyên: "Má đi thanh thản, đừng luyến tiếc." Khi bóng đêm về ru thế gian, sao lòng nhớ mẹ xót xa đâu, thành tâm cầu nguyện thương hồn mẹ, vinh biệt sinh tử muôn nào. Sông đi sao còn buồn, riêng mình đứng giữa cạnh hoàng hôn, mênh mông tình anh thân thương ấy. Má hiểu Phật pháp rồi, phải biết nương theo, cố chuyên lo niệm Phật. Vậy mà lúc nhập quan cho bà rồi, ngồi lặng lẽ trong một góc lúc nửa đêm vắng khách, nhìn lên di ảnh bà, nhìn mấy cây đèn cầy lả chả tràn những giọt sáp trắng, rồi nhìn chiếc quan tài trơ cứng, trong đó là di thể người mẹ thương yêu đang nằm một mình đơn độc, cách ly vĩnh viễn với thế giới này, với những người thân. Thể xác kia rồi dần mục nát, không còn gì nữa cả. Từ nay căn nhà này không còn má nữa rồi. Thầy cố hít vào thở ra để điều tâm mà sao nước mắt cứ trào. Những giọt lệ của người xuất gia khóc mẹ mới khiến cho người ta đau lòng, thấm nhuần chữ hiếu, cảm cái ơn sinh thành dưỡng dục biết bao. Nhìn người trẻ khóc, ta xúc động có thể khóc theo dễ dàng. Nhưng nhìn người lớn tuổi khóc, cảm giác ta nghẹn ngào, xót xa, đau thắt, khó chịu đến không thể tả được. Thầy ngồi đó, hai hàng nước mắt len lén chảy, rơi thấm dài xuống ngực chiếc áo nâu. Đám tang bà xong, ông như người đãng trí, thầy phải để ra nhiều ngày ở bên cạnh an ủi ông. Dạo này ông yếu quá, thầy cảm thấy mình bất lực thật sự trước cái sanh già bệnh chết của kiếp người. Thầy nghe trong người của chính thầy cũng bắt đầu có sự bất ổn về sức khỏe. Ngày thứ bảy,
ngày 20 tháng 7 năm 2002. Sau một ngày lên lớp, sáng dạy ở trường hạ Phổ Đà, chiều giảng 4 tiết ở Vĩnh Nghiêm, thầy rất mệt mỏi. Ngồi sau xe chú Minh Nhẫn chở về, thầy cảm giác con đường từ Vĩnh Nghiêm về Huệ Nghiêm hôm nay sao mà xa. Cũng xe cộ tấp nập, khói bụi như mọi ngày, mà sao thầy nghe ngột ngạt, khó thở quá. Thầy chỉ mong nhanh về để được nghỉ ngơi. Bao nhiêu tấm hình vừa rửa, thầy đã chu đáo ký tên gửi tặng các thầy cô và tăng ni sinh. Chiều nay vừa gửi tặng xong mấy tấm cuối cùng cho các vị ở văn phòng, thầy chợt nhớ vẫn còn một số người mà thầy chưa gửi tặng đủ. Một cảm giác buồn bã kỳ lạ chưa bao giờ có. Đầu cứ nghe ong ong, mặt gây gây sốt. Xe chạy vào cổng Huệ Nghiêm quen thuộc. Lối đi này thầy đã đi về mấy chục năm rồi. Tự dưng hôm nay sao thầy thấy có điều gì đó nao nao không tả được khi nhìn thấy tháp Phổ Đồng đứng lặng lẽ trong chiều. Xe chạy vòng qua, thầy ngoái nhìn lại tháp, bất chợt thoáng qua trong đầu ý nghĩ: rồi sẽ có ngày mình cũng nhập tháp thôi. Mệt mỏi sao kiếp sống con người. Mà sao hôm nay mình nghĩ cái gì đâu lung tung vậy? Thầy lắc lắc đầu cho rãn cổ, vừa để bớt đi cảm giác nhức buốt, vừa như để xua những ý nghĩ mông lung của mình. Về đến phòng, thấy thầy Minh Thanh đứng đó, nhìn nét mặt có vẻ uể oải của thầy, thầy Minh Thanh hỏi: bữa nay thầy bệnh hay sao mà coi có vẻ mệt mỏi vậy? Thầy đáp qua loa: chắc bị cảm, tôi nghe trong mình hơi mệt. Coi thuốc men gì đi, thầy Minh Thanh nói, quay qua đưa mắt ngầm nhắc chú thị giả Minh Nhẫn. Thầy im lặng đi vào phòng, có cảm giác căn phòng sao mà chật chội hơn mọi ngày. Dù rất mệt, muốn nằm nghỉ ngay, nhưng thầy vẫn gắng đi rửa mặt, thắp cây nhang trên bàn thờ Phật. Nằm nghỉ một lúc, chợt nhớ đến bữa ăn chiều. Sợ chị Ninh nhà bếp chờ, thầy đi xuống bếp ăn một ít hủ tiếu rồi lên nằm nghỉ. Những cơn nhức đầu cứ mỗi lúc một nhiều hơn. Tiếng kiển đổ báo giờ tọa thiền, âm thanh quen thuộc hàng đêm. Thầy nằm lắng nghe hơi thở mình, nghe trong người thỉnh thoảng lại nhoáng lên những cơn hụt hẫng như mất trọng lượng, thoáng qua rất nhanh rồi trở lại bình thường. Sau giờ xả thiền, nghe chú thị giả báo là thấy thầy có vẻ mệt, thầy Minh Thanh xuống hỏi, định đưa thầy đi bệnh viện. Thầy không muốn làm phiền mọi người khi đêm đã khuya. Thầy gượng cười, nói với thầy Minh Thanh: chắc không sao đâu, uống thuốc rồi từ từ sẽ hết mà. 5 giờ sáng, bệnh viện Triều An, từ lúc đèn đêm trên đường chưa tắt đã tràn ngập bóng áo lam, áo nâu, áo vàng. Tin thầy bị bệnh nặng, huyết áp cao dẫn đến tai biến mạch máu não. Bác sĩ báo là không còn hy vọng cứu chữa, đã truyền đi trong đêm làm bàng hoàng các chùa trong thành phố lẫn các tỉnh. Đủ các phương tiện xe từ mọi ngã đổ về. Chưa bao giờ mọi người ở xung quanh bệnh viện Triều An chứng kiến một cảnh tượng như thế. Khắp trong ngoài bệnh viện, đâu đâu cũng có bóng tăng ni, những gương mặt âu lo, những giọt nước mắt, những giọng nói nghẹn ngào. Từng đoàn lũ lượt tăng ni và Phật tử khắp mọi nơi đổ về. Ai cũng muốn gặp mặt thầy lần cuối. Đông quá không thể giải quyết xuể, đành chỉ sắp xếp cho mỗi đoàn cử một đại diện vào thăm thầy, dù chỉ được vào để nhìn thấy thầy nằm đó. Gương mặt hiền từ, phúc hậu, quen thuộc, nhìn đến là đau lòng. Thầy sốt cao, mê man không còn nói được nữa. Thỉnh thoảng trong đôi mắt nhắm nghiền, hai giọt nước mắt trào ra lăn dài xuống. Người cha già của thầy ở quê đã kịp lên, nhưng không ai đủ can đảm báo với ông rằng thầy đang hấp hối. Không ai tin rằng thầy có thể ra đi vào lúc này. Không, không thể. Chiếc máy đo nhịp tim vô tri vô giác cứ giảm dần chỉ số báo hiệu. Không còn tia hy vọng nào nữa, không thể giữ được thầy. Mọi người đành quyết định đưa thầy trở về chùa. Chùa Huệ Nghiêm, 0:20, thầy đã không còn nữa. Kính lạy xác linh thầy, kính lạy xác linh thầy, thầy ơi,
ơi, thầy ra đi như một hành tinh lạc, thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác. Thầy đi mang theo cả tình đạo vì thân yêu, ngôi già lắm con nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một giờ, chúng con buồn quay quắt ngăn ngân lệ đầy vơi, ngăn ngân lệ đầy. Thầy đã thanh thản ra đi trên chiếc đơn của mình giữa căn phòng nhỏ trong không gian huệ nghiêm quen thuộc suốt 37 năm in bóng hình thầy. Nơi này huynh đệ bao người đã đến rồi đi, thầy vẫn kiên trì ở lại cho đến giây phút chót. Hơi thở cuối cùng thầy trả cho trời đất đã tan hòa trong gió huệ nghiêm. Cành hoa huệ trên bàn thờ Phật đột nhiên rơi một bông, nhẹ khẽ như một giọt trắng, trút chút làn hương dịu dàng thanh khiết sau cùng, quyện vào khói nhang phảng phất. Tiếng tụng kinh hộ niệm lan thấm từng cành cây ngọn cỏ, từng lối đi, bậc thang, mảnh tường, gốc cột, từ các căn phòng đến các tháp ngoài sân. Mặt nước hồ như bỗng đầy hơn, lấp loáng, ngân ngấn, rưng rưng như ánh mắt tiếc thương của đất. Tiếng chuông ngân lên, tiếng chuông vang xa mấy rồi cũng tắt, để tiếng chuông khác tiếp nối. Tiếng tụng kinh và nước mắt đêm này thì vẫn không ngớt, không nguôi. Thầy nằm đó, sắc không, không sắc. Chánh điện, khói hương lẫn quẩn bay dần. Mấy ngày qua, không biết bao nhiêu là tăng ni Phật tử từ khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài đã đến lễ tang thầy. Người đến, người về cùng chung một ánh mắt, hương hoa triền miên dường như bất tận. Sáng mai là ngày di tiễn kim quang thầy đến nơi làm lễ trà tì. Dần trăng đêm nay, ánh sáng lạ lùng muôn nổi dù bầu trời có thật nhiều mây. Khu vực huệ nghiêm rền vang tiếng tụng kinh, người ngồi khắp mọi nơi, từ chánh điện tràn xuống sân không cần ghế. Huệ nghiêm thắp sáng đèn tất cả mọi chỗ trong chùa, ai nấy chọn cho mình một góc ngồi lặng lẽ bên gốc cây, băng đá, hành lang, bờ tường. Trên tay là quyển kinh Địa Tạng, chú tâm đọc tụng, thỉnh thoảng lại có những giọt nước mắt rơi xuống trang kinh. Tiếng nấc nghẹn ngào rưng rức cố nén mà chốc chốc lại xen vào trong âm ba lời pháp. Cây bằng lăng sân chùa thả rơi từng giọt cánh mỏng tím lịm buồn, hàng dương liễu không màng đến gió im rũ cục đầu mang nặng những giọt sương. Tiếng tụng kinh, tiếng tụng kinh âm ba cả một vùng, một không khí không ngôn từ nào, bút mực nào tả nổi. Lâu lâu, bất chợt một cơn gió thốc đến, lật bay bay những trang kinh, cuốn theo âm thanh rền vang ấy, rồi đi mất hút. Thầy cũng đã đi rồi. Dẫu còn đây muôn ngàn những bóng áo nâu, nhưng rõ ràng trống vắng làm sao khi một bóng áo nâu vừa khuất. Bóng áo nâu ấy đã khuất, nhưng đã để lại trên đời muôn ngàn những bóng áo nâu. Bông sen chân chất thanh khiết trong hồ vẫn nở, hương vẫn tỏa ra ngang ngát dù không còn có gió để mang đi. Hương không đến được với nhiều người nữa, nhưng dẫu sao ngọn gió trước đó
cũng đã kịp mang đi một ít rải khắp môn rồi. Hương tỏa ra lặng lẽ, tan vào không khí, dẫu không thấy, nhưng đất trời vạn vật đã tự nhiên hương, thế cũng là đã đủ. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bát Nhã Tâm Kinh. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2004. Đồng tác giả: Thu Nguyệt, Đỗ Thiền Đăng, Thiện Bảo.